Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thực ra video này khá là ngẫu nhiên bởi vì Ly vừa mới ngồi chơi với gạo, trông gạo sau khi mà gạo ăn no xong. Thì Ly mình nghĩ là tại sao lại không chia sẻ với mọi người về những cái món đồ mà có trong cái giỏ đồ thay bỉm của gạo. Thực ra nó là giỏ đồ thay bỉm thôi nhưng mà tất cả những cái món đồ Ly dùng hàng ngày thì Ly đều cho vào cái giỏ này. Thế nên là bây giờ hãy cùng xem là trong giỏ này của Ly có những cái gì nhá. Gạo đang nằm chơi trong cũi và thời gian này thì gạo đang học lẫy, thế nên là Ly để cho gạo nằm nhiều hơn và để tự gạo gọi là có thể lẫy ấy. Thế nên là mọi người sẽ nghe thấy một số những cái tiếng kiểu ea, thì đấy là tiếng của gạo nhé. Đầu tiên thì Ly muốn chia sẻ với mọi người về cái giỏ này. Ly thấy đây là một cái giỏ rất là tiện lợi bởi vì nó có cái tay cầm. Thì trước khi mà sinh gạo thì Ly cũng đã xem rất là nhiều video về gọi là chuẩn bị đồ sau khi sinh, nhất là video của những cái chị blogger nước ngoài thì người ta thường hay sắm những cái giỏ như thế này. Thì ở đấy bên đấy người ta gọi là diaper caddy, tức là giỏ bỉm, giỏ thay bỉm, tức là sẽ chứa đựng những cái đồ mà để thay bỉm cho em bé. Tuy nhiên thì ở đây thì Ly không chỉ có đồ thay bỉm mà Ly còn có rất rất là nhiều thứ món đồ khác. Link mua cái giỏ này thì Ly sẽ để phía dưới description box nhé. Rồi và đầu tiên thì để cho đúng cái tên gọi của nó là giỏ thay bỉm thì Ly sẽ chia sẻ với mọi người những cái món đồ mà Ly để trong này để thay bỉm cho gạo. Đầu tiên thì ở đây Ly có giấy ướt. Thì hiện tại Ly dùng loại K-Mom, giấy ướt K-Mom thì Ly cũng đã chia sẻ trong những cái video mua gì cho em bé sơ sinh rồi. Ly chưa dùng cái loại giấy ướt nào khác, thế nên là cũng không có sự so sánh để mà nói cho mọi người. Nhưng mà Ly thấy cái giấy này dùng khá là ok, giấy dai và giá tiền thì cũng rất là ổn nữa. Và bên cạnh giấy ướt thì mình luôn có bỉm để tiện thay cho gạo. Thì ở đây hiện tại gạo đang dùng bỉm Muni size M và chuẩn bị mình đang lên size L rồi, bởi vì gạo dùng bỉm size M hơi bị hằn một chút xíu, thế nên là mình quyết định là sẽ lên size L cho gạo. Rồi thay bỉm thì ở đây mình còn có, đây mình còn có một sấp những cái giấy khô đa năng như thế này. Thì giấy khô đa năng này mình dùng của Mipi, thì nhất là khi mà gạo ị ấy thì mình có thể lấy khoảng tầm 2-3 tờ nhúng với nước thì có thể thay thế giấy ướt, hoặc là mình hay gọi là đun nước trà xanh để rửa mông cho gạo ấy thì mình cũng có thể lấy 1-2 tờ thấm vào cái nước trà xanh và lau lại sau cùng. Đó thì đây là một cái vật không thể thiếu trong cái giỏ bỉm này của mình. Để mà nói thay bỉm tiếp theo là không thể thiếu kem hâm đúng không? Thế nên là ở đây mình có mấy loại kem hâm liền. Đầu tiên là Sudo Cream, đây là một loại kem hâm rất là phổ biến rồi và mình thấy dùng cũng khá là ok và lâu hết. Đây, mình dùng từ lúc gạo sinh ra đến giờ mà vẫn chưa hết luôn ấy, khoảng tầm 3 tháng rồi. Tiếp theo thì ở đây mình có hai loại là chị hâm. Sudo Cream là kem hâm nhé, còn đây là chị hâm. Thì chị hâm thì đầu tiên là mình có Bepanthen, đây là mẫu của nhập khẩu này, còn đây là mẫu của nội địa. Đây, hai mẫu khác nhau như thế này. Đấy, Bepanthen này thì mình cũng thường xuyên sử dụng khi mà con bị hơi bị đỏ hằn một chút thì mình sử dụng cái này. Và ở đây thì mình mới mua thêm một cái loại này nữa là Decitin tím, người ta hay gọi là Decitin tím. Thì cái này là khi mà con bị hâm bỉm, hâm tã thì mình được recommend bởi một mẹ ở trên Facebook. Thì mẹ nói là cái này dùng rất là nhạy khi mà con bị hâm. Thì cái này ở đây nó có ghi là maximum strength. Đây mọi người thấy không? Maximum strength thì tức là nó rất là mạnh ấy, tức là công dụng tối đa luôn ấy. Cái này thì mình mới dùng khoảng tầm một tuần nay thôi, và khi mà dùng thì mình thấy là những cái vết đỏ của con nó cũng bớt dần đi. Thế nên là mình cũng đang dùng cái này kèm với cả Sudo Cream. Hết về mục thay bỉm thì như mọi người thấy ở đây, cái giỏ này nó có những cái túi ở đằng trước như thế này, rất dễ dàng để có thể gài đồ vào. Thì hiện tại ở đây mình có luôn luôn có những cái tép nước muối như thế này. Đây là nước muối sinh lý tép hồng này, và mình có thêm nước muối tép vàng nữa. Cái tép nước muối này dùng thì cũng khá là ok, tuy nhiên có một cái nhược điểm to đùng, đấy chính là nước muối này nó khá là nhiều, một tép này nó khá là nhiều, nhưng mà một khi mà đã mở nắp rồi thì rất là khó đóng lại hoặc là không thể đóng lại được. Cái tần suất sử dụng của mình cho gạo rất là nhiều luôn, mỗi khi mà gạo ngủ dậy thì mình đều nhỏ mũi cho gạo để cho cái mũi đỡ khô, nhưng mà cũng không thể hết được một tép này, thế nên là mình thấy khá là phí nếu như mà chỉ dùng một tép cho một ngày ấy. Và bên này thì mình cũng để nước muối, nhưng mà để nước muối dành cho mũi của gạo. Bên này là mắt, bên này là mũi. Thì mình nghĩ là để phân biệt ra thì nó vẫn là tốt hơn ý. Và ở đây thì mình cũng có một cái chai nước muối sinh lý. Thì nước muối này thì mình dùng để giơ lưỡi cho gạo hàng ngày. Nói đến giơ lưỡi thì ở bên này mình luôn có loại giơ lưỡi của Đông Pha để mà vệ sinh cho gạo, vệ sinh lưỡi cho gạo 1 đến 2 lần trong ngày. Tiếp đến thì là hạng mục tắm thì mình cũng có cái giỏ này luôn. Thì đầu tiên là
Đây là dầu massage. Thì khi mà gạo được 1-2 tháng thì mình khá là chăm massage cho gạo. Nhưng mà khi mà thời tiết chuyển mùa mà lạnh hơn một chút xíu ấy, thì mình cũng bớt massage đi. Nhưng mà mình thấy dùng dầu massage này cũng khá là ok. Đây là dầu massage của Penanten. Tiếp theo thì sau khi tắm thì mình có bôi cái này cho gạo. Đây là Winter Blues Balm. Loại này thì là kem bôi giữ ấm cơ thể. Thì mình thường xuyên sử dụng cho gạo sau khi mà gạo tắm xong, sau khi mà gạo ngủ dậy hay là khi mà gạo chuẩn bị đi ra đường. Loại này thì có thể sử dụng cho em bé từ lúc mới sinh ra, từ 0 month cộng trở lên. Và mình cũng còn có một loại nữa, nhưng mà loại này thì là chỉ sử dụng được cho em bé từ 3 tháng trở lên thôi. Đây là Cucciolo của Ý, nếu mình không nhầm thì nó là của Ý. Loại này thì khó sử dụng hơn loại này một chút xíu, bởi vì nó là dạng sáp. Thì mình sẽ phải bôi ra tay massage kỹ để cho sáp nó tan chảy ra rồi mới bôi lên người con được. Nói chung là hai loại này thì mình đều thích và đều recommend cho mọi người. Nơi mua thì mình cũng sẽ để ở phía dưới description box nhé. Tiếp theo là sau khi tắm thì ở đây mình có kem Rich Cream, kem dưỡng ẩm của Chico. Mình ít khi dùng loại kem này bởi vì mình cảm thấy chất của nó khá là đặc và khá là khó bôi lên người con. Sau khi bôi thì nó cũng không khô ráo luôn, nên là mình khá là ít khi sử dụng kem này. Nhưng mà mình vẫn để đây để trừ trường hợp là khi mà da gạo quá là khô ấy, thì mình sẽ bôi cái này cho gạo. Tiếp theo là một loại kem mình nghĩ cũng khá là nổi tiếng rồi, đây là Desiril. Thì kem này dùng cho khi mà các em bé bị chàm da hoặc là viêm da cơ địa. Thì hầu hết các em bé trong khoảng 3 tháng đầu thì da cũng sẽ đều nổi những cái nốt mụn cơm, hoặc là những cái nốt kiểu, mình không biết mô tả, không biết gọi cái đấy là gì, nhưng mà kiểu như kiểu đốm ấy. Thì mình hay sử dụng cái Desiril này trên phần mặt cho gạo. Tiếp theo là trong cái ngăn này thì mình có một số loại thuốc dành cho gạo. Thì đầu tiên là vitamin D3, thì mình đang dùng loại của Pediakit. Tiếp theo thì ở đây mình có Siro Ho Prospan của Đức. Đợt trước gạo có hơi hùng hắng ho và hơi bị mũi một chút thì bác sĩ cũng có kê cái này cho gạo. Mình thấy sau khi sử dụng thì nó khá là nhạy đấy. Gạo giảm ho này và đẩy đờm ra ngoài nhiều hơn sau khi sử dụng cái này. Tiếp theo ở đây mình có tinh dầu tràm. Thì cái loại mình dùng là tinh dầu tràm Huế Gold. Thì tinh dầu này mình nghĩ là rất là cần thiết ở trong mọi nhà khi mà có em bé sơ sinh. Thì tinh dầu này sẽ có phòng tránh mẩn ngứa, côn trùng đốt, hoặc là trong những cái thời tiết chuyển mùa thì mọi người có thể nhỏ vào nước tắm để tắm cho em bé hàng ngày. Còn gì nữa nhở? Ở đây mình có thêm một loại thuốc nữa. Đây là Otriven, đây là loại của Đức. Thì cái loại này là chuyên trị ngạt mũi. Mình chưa sử dụng cho gạo bởi vì gạo chưa bị ngạt mũi, nhưng mà mình thấy mọi người quảng cáo cái này khá là nhạy nên là mình mua về trước để phòng tránh. Nhỡ đâu con bị ngạt mũi thì mình có thể dùng. Và ở trong cái ngăn này thì mình còn có một loại xịt nữa mà mình vừa nãy mình quên chưa nói, đấy là xịt Sterima, hay mọi người thường biết đến với cái tên gọi là xịt cá heo. Thì cái này có thể sử dụng xịt họng hoặc là xịt mũi cho em bé cũng rất là ok. Và còn một món nữa, đấy chính là dụng cụ hút mũi. Thì mình dùng hút mũi của Nosefida. Phía bên này là xong rồi này. Và đằng sau này thì mình luôn luôn có một cái nhiệt kế. Và ở đây thì mình có nhiệt kế hồng ngoại của Moa Bebe. Và nhiệt kế này thì vừa đo được nhiệt độ phòng, đo được nhiệt độ trẻ em, đo được nhiệt độ nước và đo được nhiệt độ tai nữa. Thì mình luôn luôn dắt nó vào đây. Đấy. Còn bên trong này thì đây là cái gì? Đây là cái kéo cắt móng tay của gạo. Thì hầu hết là khoảng tầm 2 đến 3 ngày là mình phải cắt móng tay cho gạo một lần rồi. Và mình thấy cái kéo này cực kỳ dễ sử dụng. Nó dễ sử dụng hơn cái kiểu dạng bấm rất là nhiều ấy. Đấy, nên là mình thường xuyên có ở đây này. Và bên này là một lọ hồ nước. Thì trong cái tháng đầu gạo hay bị lên cái mụn sữa ấy, thì mình thường bôi hồ nước cho gạo để nó nhanh khỏi. Và đến bây giờ thì mình cũng không sử dụng nữa, nhưng mà mình vẫn cứ để bên này ở trong này thôi. Và ở bên này thì là kem hăm rồi, chị hăm rồi. Và có một cây bút rất là random thôi. Ở đây mình vừa bỏ ra để cho gọi là mọi người nhìn rõ đồ trong này hơn ấy. Thì ở đây mình có bông tăm nữa. Bông tăm này thì mình thường xuyên sử dụng khi mà sau khi gạo tắm để ngoáy tai cho gạo. Và khi mà gạo có dỉ mũi thì mình cũng dùng bông tăm này và rất nhẹ nhàng lấy cái phần dỉ mũi ở phần phía bên rìa ngoài ở mũi thôi, để tránh làm tổn thương niêm mạc mũi của con. Bạn gạo đang nhìn cái camera không biết là mẹ đang làm gì. Nội. Đồ trỡng, mẹ yêu gạo mà, mẹ yêu con. Thế bây giờ mình chuẩn bị đi ngủ nhá. Con chào các cô chú đi. Cháu chào các cô chú, cháu đi ngủ đây.
Và đó là mình vừa chia sẻ với mọi người về tất cả những cái món đồ có ở trong giỏ này của gạo. Đây là cái giỏ mà không thể thiếu được, mà gạo sử dụng liên tục trong ngày luôn ấy. Và nếu như mọi người thấy video này hữu ích thì đừng quên ấn like, subscribe channel của Ly. Và nếu như mà có bất kỳ câu hỏi gì thì có thể comment ở phía dưới cho Ly biết nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.